Rồi, chào các bác nhá. Đây có mấy bác hỏi nguồn sung này thì hôm nay em còn tầm khoảng 2-3 con gì đấy. 2-3 con gì đấy. Mặt mũi của nó như thế này các bác nhá. Sao tanda này. Có con nó ghi là mã EX401, có con nó ghi là LT1000. Con này là sung Class H, công suất là 1000W một kênh là 8 ohm các bác nhá. Con này thì các bác có thể chơi được hai đôi full 30 hoặc hai đôi full 40 con 76 các bác nhá. Đấy, dù người các bác đánh array 30 hoặc array 40 con 76 ấy. Ở đây 30 là đẹp nhất, ở đây đôi 30 đẹp nhất các bác nhé. Đấy, cái con này nó chạy mạch Class H, nó giống như con nguồn sung BF Audio trước em bán ấy. Nó khác một cái là con này nó bố trí là nguồn lệch, còn con BF em bán thì nó bố trí là nguồn cân. Đấy, còn BF trước em bán thì cái nguồn này nó sẽ xoay ngang đây và hai bên công suất nó để hai bên này. Đấy, còn công suất của nó thì như nhau thôi các bác nhé. Công suất của nó thì như nhau thôi. Sau công suất tiêu thụ 5000W thôi các bác này. Con này còn rất là mới các bác nhé. Con này còn rất là mới. Mạch Class H, sung Class H thì mạch của nó thì khá là lành. Lành hơn các cái nguồn sung mà các mạch công nghệ khác các bác nhé. Đấy, như trước, như năm trước thì con này, những con này giá thì còn toàn có 5 triệu, trên 5 triệu thôi. Em còn 2-3 con thì cuối năm em xả nốt. Giá là 4 triệu 500 nghìn đồng một con. 4 triệu 500 nghìn đồng một con cho một con đẩy nguồn sung. Công suất là 1000W một kênh các bác nhé. Nên chỉ còn 2-3 con thôi, 2-3 con gì đấy. Đấy, bác nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ với em là số điện thoại 0967 851 866. Các bác nào mua lần đầu thì cọc cho em 300 nghìn em ship các bác nhé. Mặt mũi rất đẹp các bác này. Đấy, mạch nó rất là sáng sủa. Đấy, zin nguyên bản hết. Cái keo ở đây vẫn còn nguyên các bác này. Rồi, xin chào các bác. Ở đây nguồn sung thì các bác hay xoay tụ đi. Đấy, tụ rất là đẹp luôn các bác nhé. Tất cả những cái hàng sung em bán ra này, tụ phẳng lì. Đây, con này nó chạy 6 tụ 200V y hệt như con mà những con sung BF trước em bán ấy. 4 triệu 500 nghìn. Rồi, xin chào các bác.